Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình phải quay buổi tối bởi vì là ngày nắng quá. Mình không quay được, với cả mình cũng muốn quay cho mọi người xem cái quá trình mình trồng. Thường thì mình trồng, mình sẽ tranh thủ buổi tối ấy. Bởi vì xong hết các việc rồi, có người trông con cho thì mình sẽ lên trồng cây. Đây là vị Hana mới về nha mọi người. Mới về được, hôm nay ngày thứ hai. Về sáng hôm qua, đây là vỉ Hàn nha, mình bán gần hết rồi. Còn đây là vỉ Hana nữa nha. Hana đợt này cái phòng mô đấy bị hỏng mẫu rồi, thế nên là mình chỉ lấy được hai vỉ này nữa thôi, là chắc phải tầm 3 4 tháng nữa là mình cũng không có Hana nữa đâu. Đây là new này, mọi người thấy new đẹp không? Đây new mình cũng bán gần hết, chỗ này là khách đặt hết rồi. Còn đây là Nhật lùn thì cái vỉ mô này mình mua ở chỗ khác, nó không được khỏe lắm, nhưng mà mình đang dưỡng để cho nó to. Có nhiều cây rễ nó có vấn đề ấy, nó bị vàng lá, mình cũng đang cải thiện. Mô này á, mọi người không biết, cái lúc mình mới mua về nó bé bé xíu xiu luôn ý. Mình trồng phải được gần 2 tuần rồi thì nó mới to ra. To ra trông thấy ấy, chứ không phải à. Gì nhỏ, cây của mình cứ trồng ly mà nó to to dễ nhiều cái là mình lại bán cho khách luôn, bởi vì nhiều, rất là nhiều khách đặt. Khách mua vỉ cũng nhiều mà khách mua ly trồng sẵn cũng nhiều. Thì hiện tại ly trồng sẵn đang không đủ cung cấp cho khách. Thì hôm nay mình sẽ lọc những cây ấy đi, mình trồng trong ly, mình dưỡng cho cây to ra rồi mình bán. Đây là cái đám dưa lê Hàn Quốc nhà mình nha mọi người. Thì nó đã ra quả rồi và mình đã thụ phấn cho nó, mọi người thấy quả của nó. Tại vì mình quay buổi tối nó sẽ không được sắc nét đâu, bởi vì ở trên này nó đang thiếu ánh sáng. Đây, quả này mình đã thụ là đậu rồi nha mọi người. Thì mình vừa bón phân gà nó. Mình chưa trồng chưa trồng dưa lê bao giờ, ra mình cũng kiểu mình không chăm chút lắm. Chứ như mọi người trồng, mọi người chăm chút lắm. Tại vì bên trên này mọi người thấy không? Đây là cái màng này mình kéo ra nhiều quá, thế là cái bạt đen này nó rách ra rồi. Thì mình kệ, mình cứ để như thế này thôi, mình không thu vào nữa. Bao giờ mà mùa đông á thì mình sẽ dỡ hẳn ra luôn. Còn bên kia là mình vẫn kéo ra kéo vào, nhưng hôm nay mình bận ấy. Bây giờ mình mới lên, bây giờ đang là 9 giờ tối. Thì hôm nay mình sẽ cắt cái trồng mô cho mọi người xem. Mình sẽ nói đề cập đến nhiều vấn đề ở trong video này. Trong video này sẽ có rất nhiều vấn đề để mình muốn truyền tải đến khách nhà mình. Từ những cái điều cơ bản nhất, mình sẽ truyền tải hết ở trong video này. Đây, đây là mô Nhật lùn Tochi đây. Mọi người thấy cái rễ của nó không? Chẳng chịt luôn, tí nữa mình sẽ cắt để mình trồng nhé. Bây giờ mình sẽ kiếm một chỗ sáng nhất để mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây, mình sẽ trồng ở chỗ này. Mình đã trộn sẵn giá thể để trồng mô, mình vừa trồng mô vừa trồng ngó bằng giá thể này nha mọi người. Thì giá thể này bao gồm sơ dừa đã qua xử lý này, phân chùn quế đặng gia trang và đá polish nha mọi người. Thì mình đã chia sẻ qua rất nhiều video rồi, hôm nay mình sẽ nói kỹ hơn về tỷ lệ trộn giá thể này nha. Mình trộn giá thể này theo tỷ lệ là 7 sơ dừa, 2 phân chùn và 1 đá polish nha mọi người. Thì cái giá thể này á, là trồng được kể cả là cây mô này, cây ngó này, cây trưởng thành này, nói chung là trồng được hết nha mọi người. Giá thể rất dễ trộn luôn, mọi người đừng quá cầu kỳ trong cái giá thể trồng dâu, mà chỉ cần làm theo mình thôi, đảm bảo cây không mô không bao giờ chết, trừ khi là giống của bạn có vấn đề. Mình đã trồng rất nhiều rồi, hàng trăm cây, hàng mấy trăm cây thì mình vẫn không thấy cây nào chết cả với cái giá thể này. Thế nên là nhiều bạn mua hàng nhà mình, mua cây nhà, thỉnh thoảng có bạn mua cây nhà mình nhưng mà giá thể bạn lại không nghe mình. Bạn trộn đủ các thứ vào cái giá thể đấy khiến cho cái cây bị chết ý. Thì nói thật là mình quá nhiều khách, đâm ra mình cũng không thể nào mà chạy theo mọi người để inbox được. Thì bạn nào chủ, các bạn phải chủ động inbox cho mình.
Thì mình sẽ làm video đầy đủ luôn về tất tần tật từ A đến Z, những cái điều gì cần lưu ý trong quá trình trồng mô ở trong video này. Đây là vỉ mô hàn nha mọi người. Đây là vỉ mô hàn nhà mình thì cây to mình đã tách bán cho khách gần hết rồi, thì còn cây bé mình sẽ trồng vào ly nha mọi người. Bây giờ mình sẽ trồng trồng vào ly và hướng dẫn cho mọi người kỹ càng hơn nha. Là cách trồng mô thì mình đã hướng dẫn qua rất nhiều video rồi. Hôm nay mình sẽ trồng nhanh cho mọi người xem. Đây nha, cái ly nào của mình cũng có lỗ thoát nước ở dưới nha mọi người. Một cái ly con này thì mình sẽ phải đục 3 lỗ. Ly to cỡ 400-500 ml thì mình sẽ phải đục tầm 4 lỗ nha mọi người. Rồi mình sẽ lấy tay mình tạo lỗ ở trên cái cốc. Sau đó cho cây vào nha mọi người. Nãy mình làm đổ cái bì cây ấy, nên là có một số cây nó bị rơi xuống đất. May không sao. Hậu đậu lắm luôn ấy. Đây những mô bé đây. Mô này nhìn bé thôi nhưng mà rất là khỏe luôn mọi người ạ. Mô này ấy, sao mọi người cứ nói với mình là mô trồng khó lắm, em trồng toàn chết. Nhưng mà mình thấy mô, nếu mà mua mô giống khỏe như nhà mình này này, nhà mình mua này, giống rất là khỏe luôn. Tức là cái cây rất là khỏe. Mình trồng không chết cây nào cả. Trồng rất đơn giản luôn. Ngó mình trồng có khi mình mua ngó về nhé mọi người nhé. Trồng có khi còn chết. Trồng có khi còn chết mấy cây cơ. Vì là ngó họ mang bệnh sẵn rồi ấy. Mình về cái nó là nó trồng được một thời gian là nó chết. Nó phát bệnh nó chết ấy. Chứ còn thực ra nếu mà ngó nhà mình thì trồng gần như là không chết. 100% là không chết nha mọi người. Đây mình trồng xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ nói qua về những cái bệnh ở trên trên cây dâu tây, thì mọi người cũng biết là mình đã chỉ cho mọi người hai bệnh cơ bản là trị nhện và trị trĩ. Thì nhện thì mọi người bây giờ mọi người trồng mô này không phải nó sẽ sạch bệnh hoàn toàn, mà khi mình đưa ra môi trường chắc chắn là nó sẽ bệnh, chắc chắn nó sẽ bệnh, nhưng mà trong cái khoảng thời gian nào thôi. Thì cách phòng nhện ý, thì mọi người một tuần mọi người xịt rửa lá cho mình một lần. Trong video mọi người có thể tìm video cách trị nhện trên cây dâu tây không cần thuốc của mình nha. Xịt sạch sẽ từng cái lá. Một tuần các bạn xịt đều một lần thì sẽ không bị nhện nha mọi người. Thì nếu mà bạn nào bị nhện nặng ấy thì mọi người cứ làm cho mình là xịt 2 ngày một lần. Cỡ tầm 3 4 lần là sạch sạch nhện thôi, thì mình lại quay về cái chu kỳ một tuần xịt một lần. Còn còn trĩ, trĩ thì biểu hiện của trĩ thì là ở lá non này mọi người này. Ở cọng này. Cây này thì không bị nên mình sẽ không nói kỹ được, nhưng mà quan trọng là lá non nó sẽ bị đổi màu, như kiểu là ở trong cái rãnh lá nó sẽ có vệt đen, cọng lá sẽ đổi sang màu tối hơn, màu xám nha mọi người, màu xám hoặc màu đen nếu nếu màu đen là nặng. Trong cái video trị nhện trị của mình ý, thì có hướng dẫn mọi người rồi. Là dùng hai loại thuốc, là một là Ryan, hai là Confidor. Thì mọi người pha có thể mua một trong hai loại thuốc đấy để phun cho mô.
Thì tỷ lệ pha cho mô là 1 ml thuốc cho 1 lít nước, xịt đều lên cây vào chiều mát hoặc là sáng sớm nha mọi người, không xịt lúc nắng nhé. Thì nhện chỉ ở trên cây mô rất là dễ xử lý luôn mọi người ạ. Mọi người chỉ cần xịt thuốc sinh học nhẹ đấy là được rồi. Sau đấy mọi người theo dõi cái lá non sau mọc ra á, nếu mà nó xanh bình thường thì là khỏi chỉ rồi nha mọi người. Giờ mình lại trồng tiếp cho mọi người xem này. Chăm sóc cây thì đơn giản, các bạn phải cung cấp đủ ánh sáng cho nó. Nắng quá thì các bạn che lưới đen vào. Còn bình thường thì trời râm mát thì các bạn cứ để nó ngoài trời. Một cây mô mới trồng thì nó khá là bé, thế nên là mọi người hạn chế dầm mưa, hạn chế cho nó dầm mưa nhé. Mưa to thì mọi người phải cho vào, mưa nhỏ thì ok, nhưng mà mưa mà dài ngày thì mọi người nên đừng cho nó dầm mưa nhiều, nó sẽ bị nấm. Nhưng mình trồng trong nhà màng thì mình không sợ mưa, thế nên mình cứ để cây bình thường thôi. Mình làm video này bởi vì là mình muốn là mọi người hiểu rõ hơn về mô này. Mô thực ra chất là không khó trồng nha mọi người, nó chỉ là nó bé thôi, cái cây nó bé, nó chậm lớn, tức là nó chậm lớn thời gian đầu, trong cỡ vòng 1 tháng đầu nó chậm lớn thôi, sau đấy nó lớn rất là nhanh, và sau khi trồng 2,5 đến 3 tháng là nó sẽ cho ra quả nha mọi người, là chất lượng quả lúc đấy là tốt nhá. Như mình ý, mình thích trồng mô là bởi vì sao? Bởi vì những cái giống mới du nhập vào Việt Nam ấy thì hầu như là được Đà Lạt, những cái phòng mô ở Đà Lạt, được những cái phòng mô ở Đà Lạt nhân giống ra thì là chỉ có mô thôi nha mọi người, họ không nhân giống ngó đâu. Thế nên là mình muốn thích những cái giống mới thường là mình sẽ mua mô. Còn ngó ấy thì mình hầu như mình không mua. Là bởi vì sao mình thích việc là mình trồng từ mô này này thì mình sẽ kiểm soát bệnh và mình sẽ nói chung là mình kiểm soát cái cây của mình nó dễ hơn. Chứ còn ngó mình không biết được chất lượng của cái vườn đấy như thế nào, nhiều khi là nó mang bệnh sẵn mọi người ạ. Nhiều khi nó mang những cái bệnh sẵn ấy, như bệnh nấm hay là gì gì thối cổ rễ rồi củ kiểu đấy. Thì nó rủi ro thì nó cũng phần trăm cũng cao, thế nên mình không mua. Mình trồng mô này thì các bạn cũng biết năm trước mình trồng toàn từ mô hết, cây của mình vẫn sống được đến bây giờ và vẫn tốt nhá. Đâm ra mình thích rất thích trồng mô là bởi vì như thế. Những cái giống mới mình sẽ trồng mô để nhân giống mùa tới, là mình sẽ chỉ nhập những cái giống mô mới mình chưa có thôi. Còn những cái giống mô cũ, những giống cũ mình có rồi, mình chỉ việc nhân nhân ngó ra thôi. Như như cái ngó, như cái ngó Nhật lùn tô chi nhà mình này, mọi người thấy không? Bây giờ mình sẽ trồng ngó cho mọi người xem nha. Ngó này ngó nhà mình tự nhân. Các bạn cứ inbox cho mình bảo khen ngó nhà mình quay đẹp quá. Thì cứ đòi mà cứ dặn là để cho em mua. Nhưng thực ra nhà mình ngó không có nhiều mọi người ạ. Mọi người cũng biết năm trước mình trồng ít, mà trong khi mùa hè gần như là mình nó ra ngó mình không trồng, mình không nhân giống. Thế nên là cây nhà mình số lượng nó vẫn chỉ đến thế thôi. Bởi vì mình xác định sang mùa này mình trồng mới trồng nhiều thì mình nhập mô về về mình trồng một thể. Mùa hè thì ngó nhà mình á, mình tự nhân ra mà nó còn kém phát triển ấy. Thế nên là mình thích mùa đông nhân hơn là mùa hè. Bây giờ đang làm dịp tốt, tức là thời điểm tốt để mình có thể xuống giống mô mọi người ạ. Cái kẹp ngó này dùng rất thích luôn mọi người, cắm phát được luôn mà tái sử dụng được nhiều lần. Mình bán cả kẹp ngó này nha mọi người, thì 500 đồng một cái này. Thì mọi người mà mua hàng của mình ấy mà muốn mua kẹp ngó luôn thì mọi người có thể inbox thì đỡ rất nhiều tiền ship nha mọi người. Cái này là rất là nhẹ mọi người ạ, trồng chắc mua tầm cỡ 20-30 cái, mình trồng ít mua tầm cỡ 20-30 cái là thoải mái dùng rồi.
Đây mình mua mấy nghìn cái cơ. Đây nha. Trời ơi em nhặt lùn này dễ cưng ơi là cưng luôn. Đây mọi người thấy không? Hai cái ngó lần trước mình trồng á, bây giờ đang phát triển rất là tốt. Cái ngó sa chi mình cắt nó hơi sớm, nó hơi non một chút, nhưng mà nó chỉ héo vào ban ngày lúc nắng to thôi, xong sau đấy mình để bóng mát. Thì bây giờ sau mấy ngày thì nó có thể chịu được nắng bình thường rồi, còn niu thì là trồng phát cho ra nắng luôn. Nó không héo nha mọi người, bởi vì rễ nó rất là nhiều rồi, như cây này này, như cây này này. Bây giờ mình sẽ trồng này. Bây giờ mình sẽ trồng nha, trồng rất đơn giản. Rất đơn giản. Nói chung mình mà trồng ngó với mồi chắc trồng một lúc hàng mấy trăm cây mất. Mình trồng rất là nhanh. Có cái công đoạn như kiểu xử lý sơ dừa là tốn thời gian thôi, nhưng mà mình xử lý theo kiểu là 2 ngày mình xử lý một thùng. Thế nên là đợt này mình chưa xuống giống chậu to, thế nên là sơ dừa mình vẫn thoải mái dùng. Đây. Mình đã trồng xong ngó thì mình chỉ nói sơ qua về những cái điều cực kỳ cơ bản thôi. Còn về phân bón ấy thì là mọi người cũng biết, mình đã hướng dẫn mọi người cách ủ phân trong video lần trước ấy. Nó lâu lâu rồi ấy. Phân đấy dùng rất tốt nha mọi người. Mình bán cho nhiều khách của mình á, họ phản hồi rất là tốt. Nói chung là mọi người có thể mua của mình bán cũng được. Mình bán 30.000 một chai 500 ml, mà mọi người biết là 500 ml thì bón được rất là lâu luôn ý. Còn không thì mọi người có thể tự tìm mua các chế phẩm, các nguyên liệu mình đã chỉ sẵn rồi về ủ. Nhưng mà thường thì nếu các bạn trồng ít ý, thì ủ lâu quá, như kiểu ủ nhiều ủ lâu quá ý, thì nó cũng không không dùng hết được ấy. Thế nên là nếu mà bạn nào muốn sạch sẽ thì nên mua sẵn. Mình hay bán cho khách nhà mình mua cây xong bắt đầu mình sẽ bán cho các bạn cái combo phân mình hay dùng luôn. Tức là mình tư vấn về cách trồng này, về giống này, về phân dinh dưỡng trong cả xuyên suốt cả quá trình trồng luôn. Thế nên là mọi người có thể inbox qua Zalo hoặc là Facebook của mình để được tư vấn nhé. Bây giờ đến mùa trồng dâu rồi. Nói chung là sắp tới mình nhập rất nhiều giống về. Thấy mọi người thấy mình chờ đợt này đang gom tiền để nhập giống số lượng lớn về. Chắc có lẽ video của mình luyên thuyên đến đây là đủ rồi. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và mọi người nhớ like và đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nha. Còn các bạn khách nhà mình thì nhớ xem kỹ video này nha. Mình đã nói rất là kỹ về những cái điều cơ bản nhất rồi, các bạn chỉ cần làm theo, đảm bảo không bao giờ thất bại luôn. Thôi, bye bye mọi người.